Mọi người trên tay chuẩn bị đồ chơi hết đi ạ. Đồ chơi đâu? Ai không có đồ chơi thì mình chiến bằng tay. Bắt tay bắt tay, ai chưa có rổ thì xuống dưới mình bắt bằng tay. Bắt cá lóc bằng tay. Ten ten. Rồi chưa, xuống nha mọi người. Dạ bắt tay bắt tay. Mình bắt cá lóc đi, bắt bằng tay đi đi mà. Rồi xuống nha, xuống nha. Các chị nhớ nha, xuống nắm kéo nhẹ cái lai quần giúp em. Và tránh trường hợp cá lóc chui vào hang. Cẩn thận. Túm túm nó lại, túm nó lại. Nhớ túm nó lại nghe. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi bả đi bắt cá lóc mà bả thấy bả hết hồn. Giang ơi. Dễ bắt quá, xả miếng luôn. Dạ lên vị trí trên này nè, lên đây lên đây. Lên lên xét vị trí phía trên này tí. Lên đây tí xíu nè. Dạ quần lên, mình lấy gỗ mình quần lên. Lấy rổ quần lên. Lấy rổ quần lên, quần lên. Quần gà nó lên. Trời ơi cái gì vậy? Bắt cá hay đi nhảy vậy trời ơi? Bắt cá hay đi nhảy vậy? Xuống đây chị. Trời ơi bắt cá hay đi nhảy vậy? Được rồi anh Giang à. Dạ mình gà từ từ lên vị trí phía trên này nó cũng có nè. Ra bằng chân hoặc bằng tay của mình. Cứ bóp đi chị. Dạ bóp đại đi, khi nào đụng thì thôi. Ý, 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 ý. Bà chị em đi bà sợ cá chứ phải bà đi bắt cá. Trời ơi. Không sao, tí nữa vào trong mình tắm rồi không có sợ. Lỡ mình hôm nay lỡ mình chơi dơ rồi mình chơi cho tới đi. Đúng rồi, ra ra lên tay mình bóp bóp mình mò mò vào. Thấy chưa? Trời ơi em hết hồn, chút nữa em xuống dưới em bắt luôn đâu. Trời ơi bà chị em bắt thương em ghê. Chút nữa xuống dưới bắt luôn rồi. Rồi xong. Cẩn thận nha chị. Trời ơi. Hay quá ấy ơi. Rồi. Con cá nó có dậy mà tụi nó dậy. Nhớ nha, nhớ nắm kéo kéo nhẹ cái lai quần lên nha. Đó đó đó, bà chị em cầm lại nè nè. Đó. Ô,
Trời ơi, vô đó nó ngập, vô đó nó ngập, vô đó nó ngập. Nó đừ luôn rồi, nó ra nó lội không nổi luôn. Trời ơi, nó đi qua cái vùng đó thôi, nó không thở nổi luôn kìa. Hết nhúng nhích luôn rồi. Mấy con rồi nhà mình? Trời ơi, con đó con cá lóc cứng đó. Con đó con cá lóc cứng đó. Cá lóc bự nha, không bắt cá lóc con nha. Rồi luôn, bị phát hiện luôn. Bắt con cá lóc đi chị, bắt con cá lóc nè. Đó đó. Mấy rồi, mấy rồi? Còn con nữa. Một con nữa. Dạ mình coi góc bên đó coi có không? Dạ không có, bên đó là không bắt được luôn, nó sâu lắm. Rồi. Nó đừ rồi, nó đừ, nó đi không nổi luôn rồi. Trời ơi. Bà xúc chơi mà dính hai con một lượt luôn rồi. Con cá cho tôi sống ơi. Nó hết lội nổi rồi. Nó hết lội nổi rồi. Ủa sao cá nó ở dưới nước nó cũng bị chết đuối nữa ta? Nó chết đuối rồi. Kìa. Nhà ngoài kia sâu quá. Sâu. Cắm đi, cắm đi. Một tấc một nằm đây. Ô, một tấc một ngồi ra. Đấy đúng rồi, một tấc một ngồi.
nó phải nằm rồi nha.